Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác mấy cái thớt giàn đại của Technic. Em có tổng cộng 3 thớt và sẽ có một thớt tặng thêm nữa. Như vậy là sẽ có 4 thớt. Đây là thớt trung tâm, thớt âm ly. Tên mã Technic X840. Dòng này thì em nghĩ là cũng có khá nhiều người bán rồi, chứ không riêng gì em. Nó có bề rộng là 36 cm. Một cái thớt âm ly giản đại khá là kinh điển, với ba cái chiết áp ở góc này, ai biết. Một cái chỉnh bát, một cái chỉnh chép. Và trên cái con âm ly mini này, âm ly giản đại này, thì nó có thêm nút super bass. Như vậy âm bass nó sẽ tương đối là tốt đấy ạ. Các bác thông cảm, hôm nay em không được khỏe lắm. Đây là cái volume điện tử, volume xoay tròn. Thế thì cái ưu thế của cái thớt Technic này là gì? Đó là nó chơi những cái cặp toàn giải hoặc là những cái dòng loa cổ rất hợp. Là bởi vì cái tầng công suất nó sử dụng một cái con IC thuộc cái họ STK do hãng Technic nghiên cứu sản xuất. Ở chất âm của con âm ly này nó khá là mềm mại, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức mạnh. Tóm lại là những cái dòng này nó sẽ phù hợp ghép với những cặp loa cổ hoặc là toàn giải kích cỡ từ tầm 20 đến 22 cm đổ lại. Ở đây là con IC công suất này, và đây là cặp tụ lọc nguồn, đây là tăng phô nguồn. Hàng bãi nó về thì mặt mũi thì rất may mắn là nó cũng không có chảy chớt gì nhiều, nhưng mà cọc loa phía sau là bị cửu vạn nó quăng, nó gãy cọc đấu loa phía sau. Các bác có thể thấy là em đã phải đột ra để độ, tức là em không có được mấy cái cọc loa đó, thì em độ nó bằng kiểu rắc bông sen. Như vậy bây giờ là chúng ta sẽ đấu loa theo kiểu rắc bông sen AV. Ngay bên cạnh là đường xuất ra loa Sobral. Đó. Và đây là tên model này, Technic X840. Công suất tiêu thụ 103W, điện áp sử dụng 100V, made in Japan. Dòng này thì nhật nòi. Một là thế, thứ hai là hàng nó về thì cái sợi cáp kết nối giữa âm ly và thớt tép nó thiếu. Do vậy là em đã tiến hành độ một cái rắc vào đây. Một lát nữa em sẽ quay cái thớt tép thì các bác sẽ hiểu ra thôi. Đây là những cái đường bông sen để kết nối với các thiết bị ngoại vi này. Đây là một đường cáp nữa để kết nối với cả thớt tép. Đây là đường cáp kết nối với thớt CD. Bước đầu là chúng ta đã soi xét nhìn nhận xong con âm ly, số series có đuôi là A588. Một lát nữa em sẽ quay đến cái thớt tép, và em cho rằng cái thớt tép là một trong những cái thớt mà có chất lượng tương đối cao đấy ạ. Vâng, bây giờ anh em chúng ta sẽ soi đến cái thớt tép đúng tên mã luôn đấy ạ, X840. Em cho rằng đây là một cái thớt có chất lượng tương đối cao. Nó bao gồm hai cửa băng và cả hai cửa đều có khả năng auto reverse. Về nhan sắc mặt trước là còn đẹp đấy ạ, xét theo tiêu chuẩn hàng bãi là nó đẹp. Chúng ta bắt đầu soi về cái hệ thống cơ. Đối với những bác mà là fan hâm mộ của những cái đầu tết
Nhìn vào đây biết ngay, đây là hai cái bộ cơ có chất lượng cao. Mỗi một bộ cơ bao gồm hai cái motor, một cái motor 12V và một cái motor là 7,1V. Cái motor 7,1V thì nó sẽ đảm nhiệm phần lay tua đi tua về. Còn cái motor lớn này là nó sẽ chạy bánh đà trục. Khi người ta sản xuất ra cái hệ cơ với hai motor thế này ấy, thì cái độ ồn khi mà chúng ta vận hành ấy, ví dụ như là chúng ta tua băng này, play này, thì các yếu tố khác nó êm ái hơn nhiều so với những cái dòng cơ mà nó chỉ có một motor. Đó là một. Cái thứ hai là dòng cơ này nó sẽ có độ chính xác cao trong quá trình mà tua nhớ ấy. Đó. Thường thường những cái băng chuẩn thì chúng ta có khả năng tua nhớ từng đoạn một, thì chỉ những cái dòng cơ này nó mới đáp ứng được thôi ạ. Em thấy cái bộ cơ nó còn ngon, còn tương đối tốt, do vậy em cố gắng chế ra cái cáp kết nối từ cái con âm ly này vào cái thớt tép này để nó nuôi nguồn cho thớt tép để chúng ta chạy bằng cassette. Như vậy là chúng ta cũng đã soi xét được hai thành phần. Về ruột gan của bọn này thì yên tâm là nó còn đẹp lắm, không phải nghĩ. Zin chất bãi, nguyên đai cam, chưa sử dụng tại Việt Nam. Và đây là thông tin của thớt tép Technic RSX840. Công suất tiêu thụ là 14W, made in Japan. Đây là cái đường cáp để kết nối với âm ly này. Đó, đây là đường cáp cấp nguồn từ âm ly tới. Đây chính là cái đường mà em phải độ chế. Đó. Điều kiện tối thiểu để cho cái thớt này nó chạy đó là nó phải được lấy nguồn từ thớt âm ly, chứ bản thân nó không có tăng phô. Đó. Bây giờ thì em sẽ chuẩn bị cho các bác xem đến cái thớt thứ ba, đó là thớt tuner. Vâng, đây là thớt tuner, đúng tên mã luôn, X840. Thớt này thì nó nguồn rời và xuất âm ra bằng jack bục sen. Nó bao gồm 3 băng sóng bằng FM đến 90 MHz thôi ạ. Bằng sóng chung, sóng AM và bằng sóng TV. Đó. Trên lý thuyết thì FM 90 thì chúng ta không nghe được đến 108. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác một cái chiêu ở trên cái thớt tuner X840 này. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể xài được FM 108 mà không cần phải can thiệp vào bất cứ thứ gì bên trong phần cứng của cái thớt này. Đây là main xử lý này. Dòng này thì nó là tuner kỹ thuật số, tuning là chúng ta lấy sóng theo kiểu kỹ thuật số, chứ nó không phải là vặn tay để tăng phô nguồn này. Đây là phía sau. Số seri có đuôi A831. Và đây là thông số này, Technic X840. Công suất tiêu thụ là 8W, điện áp sử dụng 100V, made in Japan. Đây là cái đường cáp để kết nối với cả âm ly. Đây là 4 cái cọc đấu anten. Và đây là đường xuất bông sen đưa ra. Trong buổi đêm hôm qua thì kiểm tra lại cái thớt này thì em nghĩ ra, tự dưng là em nghĩ ra được một cái tuyệt chiêu để nghe FM 108 ở trên cái thớt này.
Thực ra thì nó cũng không phải là quá khó nếu như chúng ta có đầu óc tưởng tượng phong phú một chút. Chúng ta vẫn có thể xài con này nghe FM 108 bình thường. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong ba thớt. Và khi lên sóng thì em sẽ tặng thêm một thớt nữa, đó là thớt CD. Để bác nào mua cái mớ này xếp đặt lên cho nó đủ bộ. Cái thớt CD này nó ngỏm rồi ạ, nhưng mà đèn đóm thì vẫn sáng rực, cắm vào cho nó đẹp. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau video, em sẽ tiến hành test cụ thể. Vâng, em đã lắp vào xong xuôi và xếp đặt cả bốn thớt lên. Công bằng mà nói ấy, nhìn nó khá là hoành tráng và thực sự là nó đẹp đấy ạ, không phải hạng tầm phào đâu. Ở cái thớt đĩa CD bên dưới gọi là điểm xuyết cho mấy cái thớt dàn nó thêm đẹp thôi, chứ nó không chạy nữa. Ở trước khi vặn volume lên thì em cũng muốn cho các bác nhìn những cái kết nối phía sau. Em đã cắm sơ sơ rồi tất cả những cái chữ mà nó bằng tiếng Nhật. Em đã dán thêm một cái hướng dẫn ở phía sau để bác nào đó mua về cứ làm theo hướng dẫn he. Shop em độ này không có dây nguồn số 8, do vậy bác nào mua mấy cái thớt này chịu khó mua dây nguồn số 8 để cắm. Còn mấy cái dây bông sen thì thôi em sẽ cố gắng cho một vài cái để kết nối giữa thớt nọ với thớt kia he. Thường lúc lại bảo là mua của thằng Từ một cọng dây không có, nó mang tiếng lắm. Xốp thì cũng chẳng phải là bé mà cũng chẳng phải là to, cái dây không cho được. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ nhích volume lên. Em đang cắm điện thoại vào ngõ video AUX. Không đùa được các bác ạ. Cặp loa mà em ghép cùng là một cặp búp xeo lớn của Panasonic, tên mã MX30, công suất max 160W một thùng, trở kháng 6 ohm. Các bác cơ nếu như chịu khó đeo tai phone sẽ thấy ngay cái thớt âm ly X840 nó đánh cặp này càng đét các bác ạ. Không những căng mà cái âm bát nó tròn, lực và có độ sâu. Nó sâu nhưng mà nó vẫn cứ mềm mại.
Đây là một cái đặc điểm riêng của tất cả những cái thế hệ âm ly được gán cho cái gọi là New Class A nha. Tức là cái chất âm của nó mô phỏng cái thứ chất âm cổ Class A hồi xưa, thì nó gọi là New Class A, tức là Class A mới. Như vậy là anh em chúng ta đã test xong cái đường cơ bản bông sen đầu tiên, đó là đường lay Inaux. Bây giờ em sẽ chuyển sang khoản băng tép, cái thứ mà em cho rằng nó có giá trị và bậc nhất ở mấy cái thớt này. Thời nay có khá nhiều bác vẫn còn đắm đuối với cái thể loại băng tép cassette này. Các bác ấy bỏ tiền ra mua mấy cái thớt này chẳng hạn vậy, thì cái điều mong muốn đầu tiên là các bác ấy mong muốn được chứng kiến cái phần cơ cassette nó vẫn chạy. Bây giờ em sẽ ấn play bên cửa A. Lưu ý là em chẳng rõ là cái băng này của bọn Nhật nó có bản quyền hay không, do vậy là em sẽ mở nháy thôi nhé, không đầu không cuối. Iberia 437-5622. Aeroflot 493-7436. Swiss Air. Nó dạy tiếng Anh các bác ạ. Cái bộ cờ nó tua, nó êm đến nỗi cảm giác như là không biết đã tua chưa. Đang tua đấy các bác ạ. What's your name? What do you do? What do you do? Hello, hi, nice to meet you. What's your name? What do you do? Tua về này. Giời ạ, nó tua êm quá. 2636. Vote này. 9時から7時までの時刻を後に続いて発音しましょう. It's 5 past 6. It's 10 past 6. Air Canada 759-263. Như vậy là cửa A ngon, hát tròn vành, rõ chữ, êm. Em test thôi nhé, không bao chạy được đâu. Tức là các bác thấy nó vẫn hoạt động bình thường. Sở dĩ em không dám bao chạy bởi vì em cũng không thể nào biết được rằng cái dây cua loa này bao giờ nó đứt nha. Giờ mà to mồm nói một câu là em bao chạy rồi, ông nào mua của em về chạy được 3721 ngày, cái dây cua loa nó đứt đánh phật một cái, thế là ông ấy rút điện thoại lên là ông ấy khiếu nại em, lúc ấy nhức đầu lắm. Em test cho các ông thấy là nó vẫn chạy, còn em không bao chạy được nghe. Utaを聞きましょう. Title は Hello Hi です. 一度聞いてから一緒に歌いましょう. Đã thật các bác ạ, à, trong như đĩa ấy. Is it autumn now? Is it fall now? Tua cái coi. Rồi ạ, à, nó tua mà có cảm giác như nó chưa tua ấy. Nó êm đến mức độ đó. 一度聞いてから一緒に歌いましょう. Vớt nè. Is it autumn now? Is it fall now? Is it winter now? Như vậy là cái kèo cassette có vẻ như là thơm, và nó sẽ vô cùng kích thích mấy cái ông mà thích chơi bằng cassette. Em bao đầu từ bánh tì còn ngon, đầu từ còn đầy đặn he. Chứng tỏ như là đời chủ cũ người Nhật nó cũng không xài mấy.
Tất nhiên là nó có xài lướt chứ không xài nhiều như các ông. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái mục cuối cùng. Mục này ấy, thì là mục radio. Và những bác nào mà đang chuẩn bị mua mấy cái thớt này hết sức chú ý này. Em sẽ nói tương đối kỹ về cái mục radio này. Về lý thuyết thì rõ ràng là sóng FM chỉ đến 90 MHz thì sẽ không bắt được mấy cái đài của Trung ương ở cái dải sóng từ 91 cho đến 108. Nhưng nếu như là một người nào đấy mà am hiểu một chút về sóng radio sẽ biết được một điều như thế này. Từ kênh 1 đến kênh 3 của dải sóng TV thì nó chính là từ 90 MHz đến 108 MHz. Thế thì kênh 1, trong cái dải kênh 1 ấy, thì nó sẽ từ 91 cho đến khoảng 96 MHz. Nếu như chúng ta mà biết cách xài thì vẫn bắt được bằng cách là như thế này. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cụ thể nhé. Em chuyển về tuner này. Đám mây đang đem lại nhiều tiện ích hơn cho người sử dụng, nhất là với những doanh nghiệp nhỏ và vừa như chia sẻ của. Đây. Ví dụ như là em chuyển về kênh 1 ở dải sóng TV này. Rõ ràng là xôi, không bắt được cái gì đúng không ạ? Nhưng ở trên cái thớt Technic X840 này nó có một cái nút thần thánh, đó là nút TV File, hay còn gọi là nút File Tuning nha. Rõ ràng khi chuyển về kênh 1 nó lệch sóng, chúng ta không bắt được. Nhưng chúng ta ấn vào cái nút TV File này, ấn vào, nó sẽ hiện chữ File màu đỏ ở trên mặt của cái hiển thị này. Chúng ta sẽ sử dụng nút Down hoặc Up ở đây, nháy từng phát một nha. Down, Up ở phần tuning này, nháy phát một. Cứ nháy, bao giờ có sóng thì chúng ta dừng lại. Đây gọi là chơi mò. Trần Đăng Khoa, trưởng phòng quy hoạch và phát triển Cục An toàn Thông tin In và Truyền thông nhấn mạnh. Nhiều hoạt động đã dịch chuyển rồi trên mạng. Đã. Đây là khoảng 5 tỷ người dùng Internet. Có một đấy, bắt được rồi đấy. Đây là giải sóng 95 MHz này. Thế thì bây giờ muốn lưu sóng thì làm thế nào? Có 3 triệu email được gửi đi. Đấy này. Chúng ta ấn vào nút Memory ở đây. Như vậy, để cho chúng ta thấy. Ấn vào đây này. Đó, và gắn nó vào số 2 chẳng hạn. Rồi. Thế là lưu sóng rồi đấy ạ. Thế thì bữa sau ấy, chúng ta không cần phải dò nữa. Chúng ta chỉ việc ấn vào số 2 là kêu. Những tiện ích mà điện đó, các bác thấy chưa? Giúp người dùng cá nhân cũng như các doanh nghiệp có thể giảm chi phí sử dụng dễ dàng. Thế thì cái điều kiện quan trọng nhất là chúng ta phải nhớ đến cái nút TV File ở đây. Muốn dò sóng FM, chúng ta chuyển đưa về cái TV này, chuyển về kênh 1 hoặc kênh 2, sau đó là sử dụng hai cái nút phím Down Up ở bên phần tuning này để lấy sóng. Sau khi lấy xong thì chúng ta sẽ ấn vào nút Memory và có thể gán vào bất cứ một số nào ở trên chỗ này để lưu sóng. Như vậy ngày hôm nay em và các bác chúng ta cũng đã có những cái nhìn tương đối là chi tiết về mấy cái thớt dàn đại của Technic tên mã X840. Ở bên phần công suất của âm ly ấy, em thấy thực sự là nó có một cái chất âm nó quá tốt so với tầm tiền. Em nói là quá tốt so với tầm tiền. Và nó sẽ phù hợp chơi với những cặp loa cổ hoặc đồng trục hoặc toàn dải cổ trong cái tầm bát từ 22 cm đổ lại.
Phải nói em cũng không ít khi dùng mấy cái từ sáo rỗng, nhưng mà thực sự là cái chất âm của cái con này nó xuất ra ấy, nó có cái độ mềm mại ngọt ngào, nói như kiểu mấy thằng thánh nổ ấy, là nó đầy nhạc tính. Và cái điểm quý báu đó là hai cái cửa băng cassette này, cái chất lượng về phần cơ nó còn rất tốt, hát tròn vành rõ chữ và rất trong. Đó. Đối với những ông mà yêu băng cassette thì đây là một cái kèo nó thơm còn hơn cả mít, chắc là nó thơm ngang với sầu riêng. Đó. Còn cái thớt CD này thì em tặng, he. Đấy, cắm điện vào nhìn cho nó đóm vậy thôi chứ nó không chạy được nữa đâu. Còn bên cái thớt tuner thì có bao nhiêu võ thì em vừa mới chỉ rồi. Đó. Ông nào mua thì phải hết sức lưu ý. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là FM90, nhưng con này nếu biết xài thì nó vẫn là FM108, nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương, với một điều kiện người xài nó phải có chỉ số IQ tương đối tốt. Còn ông nào dốt quá không xài nổi đâu. Giá thì em đã đề hết sức là rõ ràng ở ngay tiêu đề video rồi. Và bác nào cảm thấy sơi được cây mớ này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.